Hiện khu vực miền Trung đang phải trải qua một mùa đông rất bất thường. Trời xanh ngắt, nắng gay gắt với mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa thiếu hụt nghiêm trọng nên nhiều địa phương đã buộc phải ban hành kế hoạch chống hạn ngay giữa mùa đông. Cuối tháng 12 mà trời vẫn nắng chang chang. Tại các điểm dừng đèn đỏ trên đường phố Huế, nhiều người chen nhau dừng xe ở chỗ có bóng cây để tránh nắng. Điều hòa ở các công sở, quán nước hoạt động hết công suất, không khác những ngày hè. Khổ nhất vẫn là những nông dân khi không có đủ nước cho vụ mùa. Cuối năm, nhưng các cánh đồng ở thị xã Hương Trà còn mọc xanh rờn, cạn nước. Thống kê trong năm qua thì nơi đây không có một trận lụt nào và gần như không có bão vào miền Trung. Đồng ý rằng là hiện giờ là chưa là xong vụ, nhưng mà coi như là giữa cái tình hình là thiếu nước là đã có rồi. Xong việc ở dưới ruộng nước rồi thì họ tiếp tục lên làm trên đấy. Dạ, giờ đây là họ người thì trồng khoai, người thì trồng kiểu, rồi người thì trồng bắp, rồi người là làm đậu lạc lại. Thông thường mùa đông là mùa khô ở hai đầu đất nước, nhưng lại là mùa mưa ở miền Trung. Đầu mùa là những trận mưa lớn gây ngập lụt, kéo dài từ khoảng tháng 9 đến tháng 11. Sau đó, thời tiết chuyển lạnh do gió mùa đông bắc và không khí lạnh phía bắc tràn về, tạo nên những cơn mưa dầm và rét mướt. Thế nhưng năm nay lại nóng bất thường với nền nhiệt cao. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino này thì khi bắt đầu các cái tháng cuối năm 2015 này và đầu năm 2016 thì tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung thì cái lượng có khả năng lượng mưa có năng thiếu hụt từ 30 đến 50% so với cùng kỳ. Đấy. Và từ theo như cũng từ cái những nhận định mưa đấy thì những cái nhận định về dòng chảy cũng được đưa ra và cái khả năng về thiếu hụt lượng dòng chảy ở khu vực Tây Nguyên này cũng sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 40%. Thế do đó là các cái tháng đầu mùa khô năm 2015-2016 này thì cái tình trạng khô hạn sẽ là xảy ra rất là khả năng xảy ra sớm. Hiện hầu hết các lưu vực sông ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đều không xuất hiện lũ, cộng với ảnh hưởng của El Nino, nhiều hồ chứa không tích đủ lượng nước tối thiểu để điều tiết cấp nước cho hạ du trong suốt mùa cạn. Cụ thể, hồ A Vương thiếu khoảng 140 triệu mét khối, hồ sông Bung 4 thiếu khoảng 55 triệu mét khối, hồ sông Ba Hạ thiếu khoảng 90 triệu mét khối. Trước diễn biến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các tỉnh miền Trung chủ động có phương án điều chỉnh giảm lưu lượng, thời gian xả nước của các hồ với mục tiêu đến ngày 1 tháng 2 năm 2016 đưa mực nước các hồ này đạt giá trị mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn sắp tới.